Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tử vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 6 âm lịch. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Người tuổi Bính Thìn thì lại khác, họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy tuổi Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi bính thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác. Từ đó, tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Dường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi bính thìn trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Bính Thìn sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn. Đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn, có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này người tuổi bính thìn rất lương thiện dễ mùi lòng đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ nhưng tính cách mở nhạt không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt thực ra cô chú chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình cô chú hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc có quyền lực trong tay đủ sức tạo phúc cho nhân dân về sức khỏe, cô chú tuổi Bính Thìn nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Bính Dương hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Thìn trong tháng này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Đặc biệt trong năm 2021, cô chú tuổi bính thì nằm trong bộ tứ hành xung thìn tuất sửu mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy thầy gia cát khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy Kim Bài Thái Tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt Kim Bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho cô chú tuổi Bính Thìn. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Kim Bài Thái Tuế của thầy. Hai, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Thìn qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận, trong tháng này cô chú tuổi bính thìn sẽ có những bước đột phá trong công việc cô chú nhận được sự giúp đỡ từ người khác nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng đó cũng chính là trái ngọt cô chú hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân cô chú tuổi bính thìn tự lực cánh sinh chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai cũng không mong chờ được giúp đỡ thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì cô chú luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao kết quả cô chú đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người, hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của cô chú trong mắt của đồng nghiệp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với cô chú từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cắt trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi bính thìn 1976, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Sự nghiệp sẽ mang lại cho cô chú tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm mặc dù may mắn cô chú vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay với những cô chú làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được cô chú biết cân đối thu chi không tiêu pha hoang đàng quá đỗi lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm có khoản dự phòng cho tương lai bản mệnh nên năng làm việc thiện có thể từ đó cô chú sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình cho đi là nhận lại hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức dễ lợi bất cập hại đặc biệt để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi bính thìn hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ cô chú trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc của cô chú sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, vận trình tình duyên của các gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 khá ảm đạm, hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng chú đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Cô chú đã có gia đình nên trân trọng người cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ mãi giữ tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, cô chú cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của cô chú, giúp cô chú vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này trong tháng 6 âm lịch này gia đình cô chú sẽ gặp những xích mích cãi, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh. Tìm lối giải quyết vấn đề tồn động thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Đặc biệt để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi bính thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho cô chú. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, cô chú tuổi Bính Thìn cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác. Cô chú cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Cô chú cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội Đối với gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976, tử vi tháng này khuyên cô chú nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Cô chú cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên, để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chấm. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Cô chú tuổi Bính Thìn 1976 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú Bính Thìn 1976. 3. Ngày Cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi Bính Thìn tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi bính thìn trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 4 tháng 6 năm 2021 tức ngày 13 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm tuất có nạp âm là đại hải thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 6 năm 2021 tức ngày 25 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là giáp tuất có nạp âm là sơn đầu hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 6 năm 2021, tức ngày 6 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là bính tuất, có nạp âm là ốc thượng thổ. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi bính thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để cô chú tuổi bính thìn tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 3 tháng 6 năm 2021 tức ngày 12 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 6 năm 2021 tức ngày 24 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 6 năm 2021, tức ngày 5 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là ất dậu có nạp âm là tiền trung thủy. Quý vị thân mến trên đây phong thủy lộc tài đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi bính thìn trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cắt để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, xuân sẻ nhất.